Xin chào các bạn. Lâu rồi mình mới review bữa nay mày với mày ăn gì? Coi cái nôn các bạn, vị ngon nguyên bản. Vị mì vị bò cay. Cay lắm đây. Mì coi cái nôn nguyên bản, mì Hàn Quốc. Cái gì đó. Cái chữ Hàn Quốc. Mì cuốn các bạn. Không biết cay không? Mình không thích ăn cay. Mình rất là cay. Cái gì đó. Ồ, cái hai gói. Cái gà với gói hạt nhân. Cái mổ. Mổ nó cũng giống như mổ mình nhưng nó hai gói. Cái mổ với gà vậy. Này cái này. Mì. Cái mổ gà vậy. Đây là cái này. Mẹ chín ăn cái này. À. Đúng cái món này nè. Mày học giống như thế. Rồi nó rồi chay chứ. Ngon quá. Mà mày ăn miếng của Hương. Mà mình gấp lắm. Chứ mình không nhiều miếng các bạn. Bữa khác mình ăn miếng của Hương. Mình hơi cái bé. Nó cái ăn mà gì đó.
Không phải. Hai bánh xe tôi biết đấy, bye bye.